Thưa quý vị, thông tin sửa chữa đường lăn sân bay Tân Sơn Nhất trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 có thể khiến cho hàng triệu hành khách sẽ không được bay trong dịp này. Và ngày hôm nay thì Cục Hàng không cho biết là sẽ điều chỉnh lịch sửa chữa sân bay để có thể đảm bảo phục vụ du khách dịp 30 tháng 4. Theo đại diện Cục Hàng không Việt Nam, năm nay thì nghỉ lễ sẽ kéo dài nên các hãng hàng không đã có kế hoạch tăng chuyến. Cục Hàng không sẽ yêu cầu các đơn vị có phương án sửa chữa đường băng phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, ông Cường nói. Còn theo đại diện cảng hàng không Tân Sơn Nhất, hiện Tân Sơn Nhất vẫn chưa nhận được văn bản nào thông báo về việc điều chỉnh chuyến bay vì sân bay sửa chữa. Và trước đó thì Cục Hàng không đã xác nhận với phóng viên là có kế hoạch dự kiến sửa chữa đường lăn dài tại sân bay Tân Sơn Nhất bắt đầu từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 25 tháng 6. Theo đó thì mỗi giờ bay sẽ giảm 5 đến 7 chuyến bay. Đại diện một hãng không tính toán sẽ có tổng cộng 1 triệu khách không có cơ hội bay trong giai đoạn 2 tháng sửa chữa tại các sân bay. Và nếu tính ra thì mỗi hành khách nộp phí là 120.000 đồng thì sân bay sẽ mất nguồn thu khoảng 120 tỷ đồng và các hãng hàng không sẽ mất doanh thu khoảng 1.500 tỷ đồng.